Cô và các bạn cùng nhau tìm hiểu về chủ đề A, mạng máy tính và xã hội tri thức. Và mình sẽ có bài số 1 về bên trong máy tính. Thì mình sẽ tìm hiểu mục một đầu tiên là về cổng logic và tính toán nhị phân. Thì cổng logic là cái thành phần cơ bản để thực hiện những cái tính toán trong máy tính của mình. Rồi. Một số cổng logic thông dụng thì mình sẽ có bốn cổng logic thông dụng, đó là NOT, AND, OR và XOR. Thì các bạn sẽ đọc và mình sẽ hiểu về từng cái từ khóa ở đây. Cô đã ghi một cái từ khóa mình cho mình dễ nhớ ha. Thì NOT là true, mình sẽ chuyển thành false. Ví dụ như true, các bạn nắm ha, true của mình thì là sẽ là một và false của mình là không. Thì các bạn đổi, nếu như nó là số 1 rồi thì khi mà đụng đến cái cổng logic là not thì nó sẽ chuyển thành không, và ngược lại nếu như nó đang là false là không thì sẽ chuyển lại là một ha. Còn and thì mình sẽ hiểu một cái nguyên lý là cả hai đều true thì là true, còn lại thì là false hết, tức là cả hai mình đều đều phải đúng hết, còn nếu không thì tất cả đều sai ha. Ví dụ như cô sẽ có một ví dụ minh họa, ví dụ như là 2 lớn hơn 1 and 3 cũng lớn hơn 1, vậy thì hai mệnh đề này đúng hay sai các bạn? Hai mệnh đề này đều đúng ha, đều đúng. 1, 2 lớn hơn 1 đúng rồi là 1, và 3 lớn hơn 1 cũng đúng là 1. Vậy thì hai mệnh đề này đúng với nhau thì nó sẽ là đúng ha. Còn lại một cái mệnh đề sai thôi thì tất cả cái câu đều sai hết ha. Ví dụ như ở đây cô sửa lại là 3 nhỏ hơn 1 đi. Đây là một cái định lý sai đúng không? Thì mình không thể nào mà chấp nhận tất cả đều đúng được hết, cho nên mình phải cho nó sai hết toàn bộ ha. Rồi. Tiếp theo là OR thì là chỉ cần một vế đúng thôi thì đúng ha. Chỉ cần một vế mà có số 1 thôi thì mình cho nó đúng hết, còn lại cả hai cái đều sai thì mới thành sai ha. Rồi, còn XR thì tương tự với OR nhưng mà mình sẽ khác ở một cái chỗ là cả hai đều true thì lại là false ha. Hai đều true là một với một thì tại ra là không. Rồi. Thì các bạn nắm được cái cổng logic, các bạn nhớ mình sẽ note lại bốn cái này ha, cô để ghi tóm tắt lại để các bạn dễ nhớ rồi đó. Rồi, thì bây giờ các bạn sẽ qua phần cái khuôn bảng này ha. Từ cái mà cổng logic mà cô đã đưa ra đây thì các bạn sẽ làm cái bảng này. Rồi, các bạn hãy điền kết quả của phép tính logic dưới dạng bit, tức là dạng 0 và 1 đó. Ví dụ nha, not của x 0. 0 là đây là false thì mình sẽ đổi thành true là 1 ha. Thì các bạn sẽ ghi số 1 vào đây. Rồi. Còn lại thì các bạn tự làm ha, những cái ô còn lại các bạn tự làm. Rồi. Tiếp theo. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thực hiện phép toán nhị phân. Thì các bạn sẽ ở đây mình sẽ học về phép toán cộng ha. Thì các bạn sẽ lưu ý về không với không thì kết quả cũng là không, và mình sẽ ghi là nhớ không, à nhớ là không. Còn một với không thì mình sẽ ghi là một và cũng nhớ không luôn ha, và không với một cũng là một và mình cũng nhớ không. Chỉ có ở dưới đây một với một thì là sẽ là 10, nhưng mà mình sẽ ghi không và nhớ một ha, mình ghi số không nhưng mà mình nhớ một đó. Vậy thì các bạn sẽ điền ở đây là tổng của A và B là bao nhiêu ha, và C là cái phép nhớ, tức là nhớ bao nhiêu. Ví dụ như không với không cộng lại là ra không và cũng nhớ không luôn ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ cũng sẽ tương tự làm ở phần ở dưới như vậy ha. Rồi mình đến với phần cuối cùng là hiệu năng của máy tính. Thì mình sẽ tìm hiểu về tốc độ của CPU, sẽ đo với đơn vị là hertz. Rồi, và cái đơn vị này chính là tốc độ, biểu thị cái tốc độ chu kỳ xử lý của máy tính trong mỗi giây ha, trong mỗi giây. Và tốc độ mà xử lý càng cao thì máy tính nó sẽ chạy nhanh.
À, thì hiện nay CPU của mình có tốc độ đến gigahertz. Thì các bạn lưu ý cho cô một cái đơn vị ở đây là ở đây người ta sẽ hay còn các bạn đổi lắm, cho nên các bạn nhớ ha, 1 GHz thì sẽ bằng 100 mũ chín ha, 10 mũ chín, 10 mũ chín hertz. Rồi các bạn lưu ý ha, cái này là 10 mũ chín nha, rồi vì nó không có số mũ. Rồi số lượng nhân hay là lõi core thì nó sẽ là cái cấu tạo ha, cấu tạo của CPU thì gồm một hoặc là nhiều nhân ha, hay còn gọi là cái lõi ha. Rồi ok, thì đó là những cái nội dung về phần bên trong máy tính ha, thì mình sẽ nhớ đến phần logic và phần CPU ha. CPU thì có tốc độ đo là hertz ha, và 1 GHz thì sẽ bằng 10 mũ 9 hertz ha. Ok, bài của mình đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các bạn nhé.